Bởi vậy con thích ăn món này, má cũng thích ăn món này, ai cũng nói con giống má giàu. Dịch cho luôn à, ta kêu biểu mình đi vô. Ai dịch chở tiếng Hàn ghê không? Biết rồi, đi vô mà. Đây là một trong những món buffet, nhưng mà nó buffet theo phần. Ví dụ giờ mình vô mình ngồi bàn, hai má con mình sẽ chọn một cái phần thịt đó bao nhiêu tiền và họ sẽ đưa bao nhiêu món thịt. Nhưng song song đó mình có quyền lấy dĩa ra đây, à, lấy buffet mình ăn trước các món rau đây, đầy đủ rau, thấy hấp dẫn ha, đã mà khỏe ăn ha. Uống món nướng mà nó càng không nóng. Vô đây, ngồi đây, em mới ngồi cái không khí lãng mạn không à. Mình mà có gia đình ha. Ừ. Trời ơi, có người đẹp đẹp ngồi đây, có đứa nhỏ nhỏ nữa ngon lành. Cháu, cháu. Cháu đồ gì nữa, trời ừ. Ơi. Thôi giờ vậy nè. Sao? Con á, biết quán này rồi, tại cũng khoái lại vụ nướng nướng lắm ừ. Mà quan trọng về hai má con thấy ngồi mát. Nướng mà có đổ mồ hôi. Đúng rồi đó. Khoái nhất là người ta du nhập vô mà người ta phải làm theo Việt Nam mình. Đó, đó. Này là nước. Ha, chút nữa, trời lịch sự hai cái luôn này, con kêu giùm mẹ luôn nha. Ok. Ha, hai mẹ con mình ha. Đây sẽ có một phần gọi là phần ăn không giới hạn, ăn bao no. Ăn khi nào mà má nói no quá Hương ơi, chở má về là con đưa má về. Đây ha, phần đây là 329 ngàn. Mình sẽ ăn được 27 món. Nhưng ví dụ má ăn tới món thứ 5 mà má thấy ngon quá, má nói nè, cái món K5 này ngon quá, cho tôi thêm dĩa, người ta vẫn đưa. À, có nghĩa là mình xin thêm cái đó. Nói đến ăn nào no thôi. Mà quan trọng nha, trong lúc ăn buồn, nghỉ qua bên chút ăn tiếp đi ra chị ăn rau đó. Dần dần ở giữa ăn chè, ăn bao no mà bao bụng á, gọi là bao bụng nha. Bây giờ hai má con mình sẽ kêu thử một cái phần 329, bạn thử ăn đi. Lần đầu tiên mình tới mà, kệ đi đi, nhắc gia đình chứ. Ừ, con đâu nhờ con ăn lén mình, con gặp má đi ăn lén mình đó. Xin chào quý vị khán giả, tôi tên là Thanh Lan, hiện đang bán các món nướng của thương hiệu King Barbecue Buffet tại Sài Gòn. Nghệ sĩ lớn đến mà đây phải là chủ quán ra đây để phục vụ. Dạ, cảm ơn anh. Ừ. Chủ quán. Dạ, đúng. Trời ơi, hân hạnh, bởi vậy ta nói nghệ sĩ cũng được sướng sướng quá ha. À, có chủ quán ra luôn rồi. Dạ. Rất hân hạnh được đón tiếp đây. Bây giờ ăn uống. Dạ, em muốn ăn món này. Rồi, thì bây giờ để mình gọi là hai bạn ra đây để giới thiệu cái món này cho, dạ, cho má với lại Hương nhé. À, rồi. Giới thiệu. Đây, hai đứa ra đây. Ngồi đây cưng. Dạ, hai em là sao ạ? Đây con gái của Sơn nè, dạ. Con rẻ này, hai vợ chồng ở đây. Dạ. Trước tiên là chị tới ăn thôi. Chị với má thích ăn thử món nướng. Cảm ơn ông chủ cũng như cả gia đình luôn, con cái con rể luôn ra đây tiếp, rất là hân hạnh. Cảm ơn tụi em rất là nhiều. Đây là một trong những món mà chị cảm thấy rất là đặc biệt được du nhập vô đây. Nhìn là thấy hợp khẩu vị Việt Nam rồi, em giới thiệu cho chị đi. Em giới thiệu với chị là cái có món cổ bò Mỹ sốt tenzo, bắp bò sốt muối, gầu bò Mỹ tươi. Wow. Nghe kể thấy hấp dẫn à. Luôn cộng nó. Thêm nữa là món rẻ sườn bò Mỹ, sốt ớt chuông rất là ngon, bởi vì thịt bò bên em là nhập trực tiếp 100% từ Mỹ về. Rất là ngon, cảm ơn ạ. Rất là nè, tôi ở bên Mỹ đó nha, cho nên ăn sẽ biết là cái thịt bò này có phải hay không. Cảm ơn chị thì chị biết. Mà quan trọng á, Việt Hương nhìn lên trên này á, là cái quan trọng nhất á, Việt Hương thích á, đó là cái trưng bày của các bạn, tôi cảm thấy hợp lý với tôi. Tôi nhìn vô tôi thấy trời ơi, này thích hợp cho người Việt Nam, mà đặc biệt tại vì đây là nghệ sĩ Ngọc Dào và Việt Hương thân thuộc, hay gọi là má giàu kêu thân thôi. Là má của Việt Hương đi diễn rất là nhiều nơi và ăn rất là nhiều món, cho nên rất là khó ăn.
À, quan trọng là ví dụ như má nói ăn cái này là má sẽ biết cái món nó như thế nào, ngon dở như thế nào, cho nên hôm nay hai đứa tôi cũng là người rất là sành ăn và hy vọng là cái món này bạn giới thiệu sẽ ngon. Và giờ xin phép là tôi kêu hai phần này ạ. Dạ vâng ạ. Kêu cái này đi con. Dạ, kêu này đi. Má dạ, duyệt thử cho chúng con nhé. Ừ, chúc má với Việt Hương là có một buổi tối ngon miệng. Dạ rồi, cảm ơn ông chủ quán ơi. Trước khi ông chủ quán đi tôi báo cho ông tin hơi vui chút xíu là xanh đứa con gái đẹp quá. Dạ cảm ơn em. Dạ. Thực ra để nói về cái duyên á thì là hơi lớn, chỉ là một cuộc tình cờ đi ăn trong siêu thị Nhật. Vợ chồng mình có vào quán King BBQ Buffet. Là các món Hàn Quốc ở đây là quá là ngon. Mình mới suy nghĩ là nên làm sao để phát triển cái thương hiệu này và đưa thương hiệu này gần đến cái người dân Việt Nam hơn. Cho nên là vợ chồng mình mới tìm hiểu về thương hiệu và tìm cách là mở một cái nhà hàng King BBQ Buffet để cho nhiều người tiêu dùng Việt Nam biết đến cái thương hiệu này của Hàn Quốc. Wow, hấp dẫn quá. Má ơi, bây giờ mình còn bỏ mọi thứ miếng vô cho lạ ha. Ừ, rồi. Đó. Ví dụ như giờ mình má thích này đúng không? Ừ. Mình kêu thêm dĩa này. Đó, thích cái này mình kêu thêm dĩa này. Nhưng mà con nghĩ cái này ngon, cái này giống như Kobe vậy đó. Hấp dẫn ha, hấp chấp nè. Hấp dẫn quá. Dạ, đó. Cái này là 6 dĩa nè. Con nghĩ nướng cái cách này á, nó không có giống như là ở nhà mình mà khói bay lên quá trời luôn. Dạ, một cái loại than này lát mình phải hỏi chủ quán là than gì. Cái than này nè má. Má thấy không có thấy khói không? Ha, để vô ngay giữa cho nó mang chín. Má, mè với muối này dành cho người nào mà không muốn ăn ớt bỏ vô. Nhưng mà mình trộn với mè muối xong rồi đúng không? Ừ. Con thích ăn ớt, con biết má con thích ăn ớt, lấy ớt bỏ qua trộn luôn. Cái này nói không mà nó miếng chảy nè. Trước tiên là Việt Hương nếm được cái hương vị này. Họ nêm nếm, có mè là người Việt Nam mình thích nè, muối và tương ớt. Ngon, ngon lắm. Rất là ngon mà rất là hợp. Tại vì nước chấm quan trọng nhất là nước chấm có ngon hay không, mà nước chấm rất là ngon. Hiện giờ tôi mới ăn cái nước chấm thôi mà các anh quay phim anh ăn nuốt nước miếng. Dạ. Thấy nó còn đỏ đỏ. Đỏ má ơi, chưa, đợi chút đi. Mình á là người Việt mình á thường là thích ăn cái gì nó cũng chín. Hãy chín. Dạ, có một cái kỷ niệm rất là nhiều với má Ngọc Dài đó là 7 năm hát chung kịch dài với má. Mà hát một vở kịch dài á, chúng ta phải thường tập kịch chung với nhau, có nghĩa là sáng tập kịch, tối đi diễn mà 7 năm vậy giống như gia đình. Cho nên tôi hiểu ý á, nó ăn xà lách không mà có cái body đẹp hết chứ không. Lực thì chắc chắn là phải có rồi. Đây là toàn bộ món ăn của Hàn Quốc và được du nhập từ Hàn Quốc về. Cho nên là mình phải suy nghĩ làm sao thuần Việt để phù hợp với người dân Việt Nam. Nhưng mà may mắn là mình đã tìm được một người bếp trưởng là có hơn 10 năm kinh nghiệm. Anh đã chế biến tất cả các loại sốt của Hàn Quốc nhập về để phù hợp vị ăn của người Việt Nam hơn. Cho nên là khi khách hàng Việt Nam tới đây ăn thì họ đều nói là cái vị này rất phù hợp với cái người Việt Nam của mình. Ngon. Dạ. Bò cũng ngon. Mà hình như là mẹ con mình ăn hết rồi phải không? Trời ơi. Tôi ăn hết rồi sao? Dẫu ngàn lần cô nói ai biết là mẹ con mình ăn hết rồi nhiều đây nha. Để cái mặt cho mẹ. Trời ơi. Nhưng mà thịt với rau thôi, con nghĩ không có tinh bột nhiều. Được, được mẹ. Ừ. Bây giờ mẹ nói con nghe nè. Dạ. Quá ngon. Dạ. Dẫn chồng lại, dẫn con lại. Rồi con phải là ông xã con của con về. Đưa lại đây. Đó là chuyện đương nhiên, mình đã dẫn gia đình. Nhưng trước tiên, cảm ơn má giàu đã đồng hành với con vào đây ăn cái món gọi là những món ăn vặt của Việt Nam. Nhưng mà nghĩ đây không phải ăn vặt, hai má con mình ăn thiệt, ăn vặt gì. Quan trọng là tôi rất thích khi mà mọi người nói
Vì tôi không giống Ngọc Dào, giờ tôi khoái bị giống bà già, bà rủ tôi đi ăn nữa. Mai mốt thôi, đừng có giống mạch nha, mạch lắm rồi đó. Má ơi, má nghĩ là hai má con mình ăn hết như vậy nè, chắc là chủ quán người ta vui lắm hả má ha? Vui lắm. Vậy thì bây giờ mình có thể nào mời chủ quán là mình tâm sự nhẹ được không ạ? Cảm ơn chứ. Dạ, cảm ơn nha, tâm sự nha. À, cảm ơn luôn những cái người đã nghĩ ra cái món này, du nhập đến đây cho chúng tôi ăn nha. Hiện tại thì thương hiệu King BBQ Buffet đã tồn tại rất lâu và có lòng tin khách hàng. Mỗi ngày đều nhận được số lượng book bàn rất là đông và cái hiện tượng mà full bàn vào cuối tuần là lúc nào cũng có. Trong tương lai thì mình cũng muốn phát triển cái thương hiệu King BBQ Buffet này rộng rãi khắp Việt Nam. Và mình cũng muốn du nhập thêm một số thương hiệu khác từ nước ngoài, ví dụ như từ Nhật Bản, từ châu Âu về Việt Nam. Và mình sẽ thuần Việt những cái món ăn của nước ngoài để phù hợp với người dân Việt Nam của mình hơn. Wow. Chào chị Minh Hương. Chị đó, giàu chơi. Em biết sao không, xin lỗi hai vợ chồng là đáng lý ăn là không có nên gặp chủ quán, đúng không? Nhưng mà ăn xong mới mời chủ quán ở đây báo cho hai chủ quán biết là hai mẹ con tôi ăn sạch vậy đó. Dạ, đã. Dạ, kể như là việc thứ nhất, chờ Hương đi rất là nhiều. Dạ. Kể cả đi qua cả luôn cái chỗ cô Bê đã ăn luôn, qua nơi đó luôn, ở bên Nhật qua bên coi cách họ làm luôn. Ăn vô quan trọng là có nhiều miếng thịt bỏ vô miệng, tan trong miệng luôn. Ngon, chịu. Còn nước chấm sao mẹ? Nước chấm quá ngon. Có thể vì cái người Việt Nam mình đó, nó cũng hòa hợp được cái nước chấm này nữa. Dạ. Nó giống như là Việt Nam vậy đó. Dạ. Cảm ơn ạ. Chấm quá ngon. Bây giờ cái thứ nhất mà cảm ơn con. Dạ. Dẫn mẹ đi. Dạ. Mà lại đây nó hồi nãy đó là mẹ làm bộ mẹ đứng trong cái con khung hình nữa đó. Chứ nói thiệt là chờ con. Chờ. Cảm ơn con. Dạ. Đã dẫn mẹ đi như thế này. Dạ. Ăn ngon miệng như thế này. Cái này là kể như là mẹ con mình còn phải nhớ đời. Dạ. Còn nhiều thứ đó lắm. Mà phải dẫn nhau tới ăn nữa. Dẫn nhau. Mẹ sẽ phải dẫn con nữa. Dạ. À, má Giàu là cái người má trong nghề cho nên hay kêu má con cho thân thiện. Dạ. Má Giàu cảm ơn Việt Hương, nhưng mà Việt Hương xin cảm ơn bếp nào đã làm ra, ướp ra cái này. Hồi nãy Việt Hương có nói là mời hai vợ chồng chủ quán ra, cảm ơn hai bạn trẻ đã du nhập một cái món mà tôi nghĩ là ở nước ngoài đem về sẽ không có hợp, nhưng mà Việt Hương rất thích thử những cái món như vậy. Là Việt Hương đã thử món này ở nước ngoài rồi, không biết các bạn đem thịt vào đây như thế nào, và tôi tin các bạn đã làm được cái điều là các bạn rất thành thật với những cái món thịt của các bạn, ăn rất là ngon. Dạ. Nhưng lý do gì, cái suy nghĩ nào mà hai bạn trẻ như thế này lại nghĩ ra là sẽ đem món này vô du nhập vô cho chúng tôi? Tình cờ ấy chị ạ. Yeah. Nghĩa là lúc mà gọi là vợ em mang bầu ấy. Yeah. Thì là thật ra thương hiệu này mà em mua nhượng quyền lại. Vợ em mang bầu thì cái trung tâm Aomon ở bên Tân Phú nó mở ấy. Thế là qua đó chơi, thế là thấy cái món này này, thế là vào ăn liền, ăn thấy ngon quá, thế là vợ em thích. Thế trong suốt thời gian mang bầu 9 tháng ấy, là không hiểu sao mà vợ em ngày tuần nào cũng đòi em bắt em đi ăn, dắt ăn 3-4 lần liền. Dạ, bị nghén. Có thể là do bị nghén á. Dạ, nghén khôn quá. Thế là sau 9 tháng sinh thằng cu xong ấy, thì vợ chồng em mới nghĩ là cái món ăn Hàn Quốc này nó du nhập về Việt Nam ấy, mà lại cái hương vị của nó rất là phù hợp với người Việt Nam ấy, thì là em mới cứ vợ chồng quyết định đầu tư vào cái này, mở một cái nhà hàng nhượng quyền thế này. Dạ. Nhưng mà các cái phần tẩm ướp này tụi em có chỉnh sửa một tí cho hợp với người Việt. Dạ, đúng rồi, có đấy ạ. Tức là những cái sốt này là bọn em đều nhập về Hàn Quốc hết, ngay cả cái sốt chấm thịt này cũng nhập về Hàn Quốc, nhưng mà bọn em sẽ chế biến làm sao cho phù hợp với vị của Việt Nam nhất. Nhưng chị rất là tinh ý nha. Này chị dám khẳng định với em là cái hạt mè này cũng từ Hàn Quốc về. Dạ. Tại cái hạt mè người Hàn Quốc đó, nó nhỏ hơn một tí. Dạ. Còn người Việt Nam mình cái hạt mè nó hơi bự một tí. Dạ. À, Việt Hương hay có ở bên Mỹ hay mua mè của người Hàn Quốc về trộn với cơm ăn rất là ngon. Thì khi đó Hương hay cái để ý cái hạt mè này nè, nó trắng. Dạ. Đều với nhau mà nó hơi nhỏ hơn hạt mè của người Việt Nam. Dạ, đó, cho nên chính xác bây giờ. Dạ, đúng chính xác. Dạ. Chị ạ. Các bạn làm cho tôi cảm thấy rất là vui, tại vì thường á các bạn trẻ sẽ nghĩ đến vấn đề là thời trang hoặc là giải trí nhiều hơn là về ẩm thực. Các bạn nghiêng về gia đình tại vì các bạn có con hoặc các bạn có gia đình. Dạ. Nhưng khi các bạn chọn cái món này, tôi nghĩ là một trong những cái thông minh mà các giới trẻ các bạn du nhập vô đó là quan trọng nhất của người Việt Nam mình á. Dạ, hay có dự gọi là ăn với mặt, mà lúc nào từ ăn cũng trước từ mặt. Dạ. Ví như tôi có một cái áo đầm, tôi có thể đi 2-3 cái tiệc, nhưng mà ăn tôi đi 2-3 tiệc tôi sẽ phân bì tiệc. Dạ. Tuy nó ngon, có tiệc này không được ngon lắm hả bà ha. Dạ, cho nên ăn nó rất là quan trọng, nên ngon mình phải trở lại mình ra. Dạ. Dạ. Ví dụ như mà khi ngon, giống như má Giàu nãy giờ cứ tắm tắt nói là về rủ bố ra đây ăn và đưa luôn con gái con rể ra đây ăn, các bạn thấy các bạn đã thành công. Người lớn tuổi như má Giàu đi rất là nhiều nước, ăn rất nhiều nơi mà còn thích
Vì sao? Thịt lựa chọn là những miếng thịt của mình mỏng ngon, kế bên cạnh đó có rau. Nhưng mà những người trẻ như tôi, và trẻ như bạn có bạn bè, rồi cái nhiều khi bạn bè trẻ tuổi hoặc mấy em nhỏ mình rủ nhau, kéo nhau đi ăn. Cái cảm giác này á, các bạn nhìn thấy một cái mâm tiệc, ví dụ mỗi người một tô, thì thấy nó hơi lạc lõng ngườ ngườ. Dọn nhiêu ra đây thấy nó hoành tráng lệ. Đúng không ạ? Dọn bao nhiêu ra đây hai mẹ con vui. Thích lắm. Tưởng là không bao giờ không ăn như thế này. Dạ. Mà ăn không hay luôn. Say mê luôn. Và nói chung là cảm ơn các bạn, những bạn trẻ đã đem những cái món du nhập từ nước ngoài về, mà quan trọng là các bạn là gia đình, cho nên các bạn biết những người trong gia đình hoặc là một group bạn hoặc một group gia đình thích ăn như thế nào, rất là vừa miệng thuận miệng. Cảm ơn đã đem tới những món ăn cho chúng tôi. Và tôi nghĩ là tôi phải ở cạnh những người trẻ nhiều để chia sẻ những bí quyết làm cách nào để mau làm giàu. Cảm ơn chị ạ. Hiện tại thì từ thứ 2 đến thứ 6 nhà hàng hoạt động từ 10 giờ rưỡi sáng cho đến 10 giờ tối. Nhưng mà riêng thứ 7 chủ nhật cái lượng khách tới và lượng khách bút bàn đông hơn ngày bình thường, cho nên là nhà hàng sẽ hoạt động sớm hơn là từ 9 giờ rưỡi sáng cho đến 11 giờ tối. Cảm ơn má giàu, cảm ơn hai bạn. Cũng như toàn bộ ekip đã cùng đồng hành với Việt Hương trong chương trình Những Món Ăn Vặt Của Việt Nam. Và quan trọng là những món ăn vặt của Việt Nam đã được du nhập những món khác vào Việt Nam mình, và thuần hóa và thuận miệng của người Việt hơn. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi chúng tôi. Bao với các bạn rất ngon. Hãy nhớ là 94 đường Sư Người Ánh, King Barbecue. Hãy nhớ nha, ngon lắm. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau.